nhiên thế nhỉ? Giờ thôi, chữ này nó viết to đùng ngoài cửa còn cứ cọc 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 cọc. Con. Đây đây, cọc cọc cái gì mà cọc cọc? Quán nó bị táo bón rồi. Quán nó táo bón quán à? Không nhìn thấy chữ gì to đùng ngoài cửa cứ cọc 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 thế hả? Ôi trời ơi, con này bị điên à? Hay bị chập chen? Hả? Không có trong nhà mà nó quang thế mà không có trong nhà. Mở cửa. Trời ơi, thằng quán đi vắng rồi. Mà nó có ở nhà đâu, không biết tiếp ai đâu. Đang bảo quán biết gì thời giờ đâu mà buôn chuyện nếu mà không có. Bố cũng không thời gian buôn chuyện. Mở cửa. Không nhìn thấy chữ gì ngoài cửa to đâu nha. Ôi trời ơi, bố vào đây, khoáng đây, bố khoáng vào đây, bố là chủ nhà đây. Ô, vào trong nhà uống nước còn gì đã. Không phải nước đon gì đâu. Bố qua đây là thấy bạn con nó về hết cả rồi. Vâng. Cho nên là bố sợ con. À, thôi, bố yên tâm. Bọn đấy sinh viên, đứa thì về quê, đứa thì đến người nhà. Thế còn cậu? Dạ, con chả về quê, chẳng người nhà nên về ở đây phiền bố. Phiền cái gì? Bố là người cho thuê trọ, có người đến trọ là bố mừng lắm rồi. Phiền cái gì? Mà mấy tháng nay là con chậm tiền nhà lắm. Ôi rồi, bố yên tâm. Con hứa bố, con tìm được việc cái là con thanh toán bố đầy đủ, có cả tiền hỏa hồng để bố uống bia. Bố tin con đấy chứ. Sao lại bố không tin con? Này, hay là thế này, bố không tin con thì tin ai? Hay là con chạy đâu, xoay đâu cho bố ít tiền để bố xi măng mình gạch để bố sửa lại cái nhà. Ôi khổ quá bố. Đây, bố nói bố nghe đây nhá. Con đã tìm được 6-7 cái địa chỉ tin cậy đấy, toàn chỗ cần người làm mà lại trả lương rất cao. Đấy, bố thấy chưa? Lại tìm mà báo giao mặt rồi. Ôi trời ơi, con ơi, báo này nó nói một đàng nó làm một nẻo. Bố ngày xưa bố quảng cáo cái nhà trọ này mãi rồi. Sao lại báo lại nói một đàng trăng một nẻo này sao? Thế là gọi đừng tin ở cái báo giao mặt này, mà phải lăn vào, xả vào thì mới tìm được làm. Chứ không là còn chờ cả năm chưa có việc đâu. Rồi, nhưng mà nói tóm lại là bố cứ thư thư cho con ít bữa để con tìm được việc làm có lương thì con thanh toán nhà bố nghe nhé. Thế này con cố gắng là thu xếp thanh toán cho bố nhá. Mai bố quay lại nhé. Bố cứ về đi, bố về. Con có nhà rồi. Chào cậu. Vâng. À đây bố về nhé. Có vụ làm ăn mới sao mà nói cười rôm rả này không? Làm ăn cái gì? Ông đến ông nộp tiền nhà đấy. Nộp tiền nhà kệ. Vào đây. Có thông tin gì mới, có vụ gì hay không? Hả? Ôi, đang bù đầu óc để tìm việc làm để nó có tiền trả nợ thế này. Sao lúc nào cũng lo việc làm ấy nhỉ? Thì ông thấy nó đến nó nọc đòi tiền nhà đấy đây. Thì mình thi cử xong ấy, vừa để đầu óc nó thoải mái thì mới kiếm được tiền chứ. Ông lại cứ đau đầu bốn mất giường thế này thì làm sao mà kiếm được tiền? Thoải mái thế nào? Ý chát với tôi đi. Tôi vừa quen được một cái link lên hơi hay, nghe thôi là muốn nói chuyện đâu ạ. Vâng ạ, đang phủ đầu phủ óc để tìm việc làm, chát với chít, tâm trí đâu mà ngồi mà chát để không biết được ông đúng rồi. Trời ơi, chán thế. Ông có tìm ở mấy cái tờ báo mua bán này, thông tin có một đoạn như này thì làm sao mà có việc làm được. Thế tôi hỏi ông không tìm ở đây thì tìm ở đâu? Tìm ở chỗ nào ra việc làm bây giờ? Đấy, ông không đi vi vu đây đó làm sao ông hiểu được. Bây giờ ấy, tôi sẽ giới thiệu cho ông một nhà môi giới. Người ta có hàng kho thông tin, hàng nhà thông tin chứ mấy cái tờ báo đen thua cái gì. Nghĩa là như là buôn đồng nát bán sắt vụn đấy hả? Trời ơi, thế nhỉ. Mặt mà khi đã ngu rồi, hôm nay tôi tưởng là trời nó sáng hơn thì ông khôn hơn, nó vẫn ngu đấy à? Thế là thế nào? Ông cần việc gì ông ra đấy, ông yêu cầu người ta, người ta sẽ cho ông tất cả các việc. Đồng nát thế nào? Tôi tỉ dụ với ông như là này. Ông cần tìm việc là quản lý này, kế toán này, kinh doanh này, vệ sĩ này, hay là hút gầm cầu này, hút thông tắc vệ sinh này, hay là gội đầu này, rửa bát này, chạy bàn, cái gì thì có hết. Ôi ông quen cô hay thế kìa. Tốt rồi, giải quyết được rồi. Ông giới thiệu rồi, tôi nhá. Trông mặt, giờ trông ngon hơn thế đấy. Nhưng mà này, lại ngu hơn rồi đấy. Làm sao phải quen. Cứ có tiền là có tất cả, ông cứ mang tiền ở đấy, ông yêu cầu là nó làm hết cho ông, nhưng sao phải
quen cái thân cái gì. Ui dồi ôi, đang cháy túi ông bảo tôi mang tiền đi thì còn nói chuyện gì. Đây đây, ông nhìn đây này, mấy ngày hôm nay rồi đây này, còn cái nọ chén cái kia đây này, làm gì có tiền đi thuê môi giới đây. Trông ông ngu thật đấy. Nhưng thôi này, tôi sẽ giới thiệu cho ông một nhà môi giới mà thằng này tôi quen cũng lâu phết rồi đấy, cũng làm được việc lắm. Mà thằng này là có ưu đãi là làm xong việc ông đưa tiền được. Thế à? Ừ, thằng này đa nghề lắm, tôi tính ông phải mười mấy nghề phong phú phết ấy. Ông chỉ giỏi bốc phét làm gì mà mười mấy nghề, ở đâu mà lắm thế? Bởi vì nó là cò. Tôi nói cho ông biết, cò nó sinh ra nó theo thời vụ, nghề nó liên quan đến nghề kia, nó nuôi sống nghề kia. Tôi nói cho ông biết như là cái vụ cấm đăng ký xe máy nhá. Đúng rồi. Nó sinh ra cò xe máy. Này, ông đi vào bệnh viện, nó sinh ra cò bệnh viện. Tôi nói cho ông biết, kể cả hay là ông đưa ai đi nào hút thai này, hay là chữa đái tháo đường này, hay là cắt trí tổ địa gì, nó cũng cò hết đâu mà. Cò từ đầu đến cuối luôn. Bây giờ dịch vụ cò có vẻ được ấy nhỉ. Cò bốn mùa luôn ông nhỉ. Chả cò bốn mùa thì sao, nhưng mà nhà ông nóng quá. Ra ngoài thì không có quạt, không chịu được rồi. Ơi, khoan đã, từ từ nói hết rồi ông ra xem cò thế nào. Ra ngoài thông thoáng rồi nói tiếp nhé. Này, ông ơi, ông nói làm tôi nhớ lại giống đến cò quê mình ông nhỉ. Ông đầu đất thế. Sao đầu đất? Nó chỉ giống cái tên thôi. Còn cò hồi xưa, cò là cò bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng. Còn cò này là cò bay trong thành phố. Cò bay trong thành phố. Ừ. Có nghĩa là ông nói đến cái thằng cha môi giới lúc nãy cũng là cò đúng không? Chờ cò thì là ai? Sao ông có vẻ ngạc nhiên thế nhỉ? Thế từ trước đến nhờ tôi ông chả nhờ cò là gì? Nhờ cò bao giờ? Nhờ thế nào? Giờ sao ông chóng quên thế? Tôi hỏi ông nhá, con quay của ông thì thằng nào đăng ký cho? Hả? Thế còn cái bằng tin học với bằng tiếng Anh của tôi thì ai đăng ký cho? Hả? Mặt kìa. Hồi thế hóa ra cũng là cò nó làm đúng không? Ừ. Thế con quay của ông đâu? Tôi nói cho ông này, ông cho nó đi ở đi một thời gian thôi. Rồi sau này nhờ cò ông có việc làm rồi, biết đâu ông lại đổi thành con phiêu, con ớt thì có khi còn A còng cũng lên. Mà ông cứ lo xa, nó đã lấy tiền đâu? Nó nào? Cò ấy. Nhà môi giới. Mà ông đừng có mà coi thường nhà môi giới nhé. Bây giờ nó ta thi nhau mở bao nhiêu công ty môi giới nhé. Khổ thế gì, ông không biết đâu. Hai vụ dưa với cả vườn đu đủ, cộng với cả hai lứa lợn của ông bà già tôi mới đủ tiền cho tôi học nghề. Bây giờ chẳng có một xu dính túi mà đổ xăng vào xe đi ra hàng cầm đồ chứ ông tưởng à. Thưa ông, thuyết nhanh lên đi. Thôi được rồi, cũng đành. Tôi quyết rồi đấy. Mang con xe quay tàu của tôi đi đặt để lấy tiền nhờ môi giới được không? Đúng rồi. Đấy, ông ở trong này bí bách đầu óc ngu muội lắm. Ông ra đây ông hít khí trời thì trông mặt thông minh hẳn lên. Rồi. Quyết rồi gì? Rồi quyết. Tôi nói cho ông biết, ông hôm nay là gặp quý nhân phù trợ ấy. Thôi được rồi, nhưng mà bây giờ trước mắt ông phải dẫn tôi đi gặp xem có đúng là cái thằng ấy là quý nhân cho nó phù trợ cho tôi được cái gì. Đi luôn, đóng cửa đi. Đi, tôi đóng cửa đi. Ông ơi. Hả? Bãi đi rồi mà sao trả thế, nhà là thế nào? Đây chỉ là bãi là gì mà nhà đấy là gì ấy. Nhưng mà ông giới thiệu với tôi nhà đó là kinh doanh đa ngành đa nghề cơ mà. Thì đấy là trong nhà, còn đây là ngoài bãi. Mà tôi quên không dặn ông nhá, thằng cha này câu cá giỏi lắm. Ông tiếp xúc với nó với đâu ông lại học được cả cái nghề câu cá trộm ấy. Ui, sao lắm nghề đấy, cộng đi cộng lại lão phải đến 14, 15 cái nghề. Ừ. À mà nó câu cá giỏi lắm à. Ông hỏi ai? Sao người ngu thế? Ở đây có tôi với ông. Thế không hỏi cái thằng cò ấy thì hỏi chó hỏi mèo à? Mồm thôi. Nhớ đâu nó ngồi quanh quanh đến nó nghe thấy. Mà thằng này nó hay tự ái lắm ấy nhá. Nó mà tự ái nó không giúp nữa là đứt đấy. Thôi được rồi, tôi khẩn trương ấy tìm xem ông ở đâu. Từ từ đấy, kiểu gì chả thấy. À đây phải không? Đây rồi. À ôi. Hay quá. Dạ. À, chào anh Lưu ạ. Ui, làm sao đắng như vậy?
Dạ em bà nói nghe nhá. Tên tao là Kiều Lưu nhá. Dạ. Cứ đừng có nói chống không lưu 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 thế nghe nó lưu manh bỏ mẹ. Dạ vâng. Dạ, em Kiều Lưu ạ. À. Sao em giữ kinh nghiệm. Ờ thế hôm nay hai thằng mò lên đây câu cá hả? Ôi. Câu kéo gì đâu, bọn em có biết câu đâu ạ. Có việc đến nhờ anh câu hộ. Dạ, dạ anh chút việc ạ. Sao? Lại thi trượt hả? Không, bọn em thi đỗ cả rồi. Thi hết rồi ạ. Vâng. Hai thằng giỏi quá nhỉ. Dạ, ông thấy lạ, toàn cái lũ bằng dởm như bọn mày thế mà ông tốt nghiệp được à? Anh cứ nói đùa, em nói thật cho anh biết nhé. Chính cái bọn bằng dởm như bọn em này ra lại làm được nghề hơn là cái bọn bằng xịn đấy anh ạ. Vâng, bằng dởm ấy có khi ra nghề va đập nhiều lại còn siêu hơn là bằng xịn. Thằng Tang Sơn Tây ấy, tao mới hỏi nó là thế mày ở Sơn Tây thì mày biết chùa Tây Phương thờ ai không? Dạ. Nó bảo là chùa Tây Phương thờ Tôn Ngộ Không. Anh ngu thế nhỉ? Chùa đấy là chùa thờ Tề Thiên Đại Thánh. Thế thì tao lại hỏi nó là về chùa Dâu chùa Mía. Vâng. Thì nó mẹ chửi tao một câu, thế mới đau chứ điện. Nó bảo là anh là môi giới giỏi thế, lớn tuổi thế, học rộng biết cao mà chả biết tí gì về lịch sử cả. Thế anh có biết không? Thì nó giải thích với tao là à, chùa Dâu ấy thì là xây dựng trên đất trồng dâu. Vâng. Còn chùa Mía là xây dựng trên đất trồng mía. Tóm lại là tiếng các chùa như chùa Trầm, chùa Liêm, chùa Hương là có xuất xứ nôm na cái tên như thế cả. Ôi. Thôi anh ơi, kệ bố mấy cái thằng quê quán đâu em không quan trọng. Rồi. Nhưng mà bọn em bây giờ em đảm bảo với anh là thằng nào ra trường cũng tự túc mở được mấy cái cửa hàng đứng tên của mình ấy anh ạ. Thôi, con xin các bố, cái kiểu đứng tên mở cửa hàng cho các bố giết người ta. Sao lại giết ạ? Thì nói không đâu xa đây này, cái gym của anh ấy mà. Vâng. Gym vứt ở nhà đấy, mới khó nổ một tí thôi. Thế mà nó tháo túng thôi té ra, bánh trước bánh sau nó lẫn lộn cả, vành cắm hết vào xăm, rồi nó bỏ biết đấy này. Rằng ấy chuyên môn nó kém. Thế thì anh thề với các chú nhá, nhà anh có công lên chuyện xuống gì nhá, không bao giờ nhờ những cái thằng mua bằng như các chú. Ê, anh cứ nói thế, anh vơ đũa cả năm. Em nói thật với anh nhá, trước sau gì thì chả anh chả bị một hôm dở rời buji không nổ hoặc là thủng xăm thủng lốp gì kiểu gì chả gặp khách quen như những thằng em. Thì hóa ra các chú đến đây là rủ anh nhỉ? À không là không, có nghĩa là ý nói là anh lại gặp lại bọn em để bọn em có dịp trả ơn anh. Dạ vâng ạ. Anh giúp bọn em như thế nào thì bây giờ bọn em có điều kiện giúp lại anh như thế ạ. Các chú nguyện vọng thế nào nó phải cụ thể hóa ra chứ. Nguyện vọng thế nào cụ thể thì hóa ra cụ thể ý. Em đã nói rồi mà. Quá ông trời à, trời ơi, thì làm ở đâu, thu nhập bao nhiêu, sao mày ếch thế, mày nói rõ thế chứ. Ếch là cái gì ạ? Ếch là ếch ngồi đáy giếng không biết gì kiến thức xã hội ấy. Dạ thì anh tao phải nói toạc cho mày biết này. À vâng đúng rồi, anh cứ nói toạc cho em biết nó rách bao nhiêu em còn liệu. Dạ vâng, để bọn em còn xem kinh phí có khâu lại được không. Không nói xa xôi nữa nhá. Dạ đúng rồi, bọn em không thích xa xôi đâu ạ. Dạ vâng, anh cứ nói luôn đi, xa xôi thì đúng là không nên xa xôi ạ, bởi vì là đi làm xa mà thu nhập có cao ấy thì bọn em cũng không đi được đâu. Vớ vẩn. Thu nhập cao xa mấy em đi. Anh ơi, anh thử tìm giúp cho em xem mà có chỗ nào thu nhập không. Ê, sao chờ tí, chờ tí. Mày chỉ sĩ diện thôi. Mày đi xa thì mày lấy đâu ra xe mày đi. Xe thì xe. À đây rồi. Cần thợ sửa xe máy có tay nghề, bọn mày có tay nghề không? Có. Tốt nghiệp giỏi mà. Trả lương tháng. Dạ. Ui, chuẩn quá, rất phù hợp. Chuẩn quá. Anh xem giới thiệu cho em. Nhưng mà trước khi anh em mình cụ thể hóa, mình phải nói với nhau cái phần lệ phí quá ấy nhờ. Dạ vâng, lệ phí anh cứ nói ạ. Vâng, anh nói này, anh nói để bọn mình thống nhất luôn nhá. Dạ vâng. Này, lương 400 một tháng thì là lệ phí 700. Dạ. Mà lương 700 thì lệ phí là 2,1 triệu. Dạ. Ui, lương 1 triệu thì lệ phí 4 triệu. Dạ. Mà lương 1,5 triệu lệ phí chỉ có 7 triệu thôi. Làm sao thế? Mày nghe lệ phí mày không có cảm giác gì à? Có thế nhưng mà từ để hỏi anh ấy, đấy là lệ phí gì đấy ạ? Lệ phí gì anh? Lệ phí môi giới chứ lệ phí gì? Thế hóa ra ta là không công cho bọn mày à? Ôi ơi anh ơi,
Thế có môi gì thì môi chứ sao lại nhiều thế ạ? À? Anh bọn cho em đi làm cả tháng được triệu bạc tiền lương mà môi giới mất 4 triệu thì chết à? Anh xé toạc to thế thì bọn em làm sao đủ kinh phí mà khâu nó lại được hả anh? Bớt xem cắt bớt thì cái. Các chú nghĩ đây là chợ hả? À? Sao mà cả như hàng tôm hàng cá thế hả? Dạ. Thế anh nói cho các chú biết nhá. Các chú đi làm thế lương tháng này này, tháng sau này, tháng sau nữa này, nữa này. Dạ. Con chú đều có lương cả. Dạ, vâng. Thế anh tháng sau ăn bằng gì? Đấy là việc của anh. Vâng, mà anh thì thiếu cái gì nghề. Vâng, anh thiếu nghề. Đang nghề cơ mà. Thí dụ như nào? Ê, nghề câu cá trộm chẳng hạn đấy. Nghề câu cá anh nhỉ? Trộm là mình hiểu ngầm với nhau thôi. Trộm là hiểu ngầm. Dạ. Nghề câu cá cũng như môi giới, hôm được hôm không, hôm nay đây này đang đói nhăn răng này. Dạ. Anh ơi, nhưng mà em nói thật với anh ấy, bọn em làm vất vả như thế mà anh ngồi môi giới chỉ trỏ vớ vẩn một tí mà anh ăn dày quá. Cái thằng này cái mồm, thế nào là chỉ trỏ hả? Chỉ trỏ là chỉ trỏ thế nào? Không nhìn thấy sổ của anh ấy là ghi. Dạ. Thấy toàn chất xám của anh ghi hết vào đây này. Dạ, vâng. Các chú đến thì việc ăn sẵn thông tin thôi hả? Không phải thế nhưng mà không có tiền cái gì, những cái đồ keo kiệt cái gì phắn không có môi trên môi giới gì nữa nhá. Anh bạn em nó quá lời. Dạ. Bạn môi giới chứ không phải là môi trên. Dạ, môi giới em không có lỗi. Có gì thì anh bỏ qua. Dạ. Bọn em sai ở đâu thì anh cứ mắng thẳng vào mặt bọn anh em. Thực ra là thằng này nó chỉ có mỗi một con quay hết xăng thôi ạ. Anh nói để bọn em còn lo liệu. Thôi dài dòng quá. Dạ. Thôi thế tóm lại là có môi giới không? Dạ có. Dạ có. Tao hỏi mày đâu, tao hỏi cái thằng quay hết xăng hết nhớt này cơ mà. Thế thì mày có đi. Có thì có luôn đi. Có đồng ý không? Dài bà. Dạ có. Đấy nó có to phết anh ạ. Thế đồng ý cái gì? Dạ em đồng ý cho anh môi giới. À không, tức là em nói là đồng ý anh môi giới cho em việc làm ạ. Dạ vâng, môi giới ạ. À rồi. Thôi thế coi như là nhất trí hợp đồng rồi nhá. Dạ. Thế muốn vào chỗ thu nhập bao nhiêu? Dạ. À, cái này để anh cho bọn em hội ý. À, dạ vâng, cho bọn em hội ý hội thảo tí. Nhanh. Ông ơi, bây giờ thế nào? Theo tao ấy thì mày cứ làm vào cái chỗ nào có lương cao nhất ý. Đằng nào mình cũng mất tiền cả, mình thuê nó cơ mà. Nhưng mà làm gì có tiền? Thì đã thống nhất là giải quyết con quay đi, chỉ mấy tháng thôi là mình lấy lại vốn. Mày cứ nói cho nó biết nguyện vọng của mày như thế. Thôi được rồi. Xong chưa? Dạ, rồi ạ. Anh ơi, anh cho em vào chỗ cao nhất ạ. Dạ, cao nhất ạ. Cao nhất à? Dạ vâng. À, chỗ 7 triệu nhá. Dạ vâng ạ. 7 triệu nhá. Chẳng có chỗ nào cao hơn đâu mà nhất với nhỉ. Về đi, về giải quyết ngay con quay đi. Đứng đần độn đấy, đây làm cái gì? Dạ vâng. Thế anh ơi, nhưng mà... Xong chiều mang tiền ra đi cho. Mang đến đâu ạ? Mang đi chỗ nào ạ? Thì mang chỗ này chứ chỗ nào, hương đồng phố hội mát mẻ thế này thì con không thích à? Mang thẳng đến đây ạ. Đến đây luôn. Anh ơi. Anh xem lại của em cái chứ, con xe em chạy chưa được 1000 cây đã hết lốt đa đâu. 1000 cây hay không anh không cần biết. Anh chỉ biết đây là con xe quay. Vâng. Mà đâu quay tàu, hiểu chưa? Em có nói nó là quay Nhật đâu. Đúng rồi, thế các chú đã nghe mấy câu thơ họ nói về cái xe máy chưa? Chưa. Thế anh đọc nhé. Ở đây thì nhất là sờ hát PC. Dạ. Dylan Amok thứ nhì thì cứ nằm im. À. Tam phiêu tứ ớt ngũ đờ rim. Anh ơi, khổ quá, em đang nói chuyện cái xe máy chứ không phải nói chuyện hàng phở đâu mà anh mang ớt với chanh vào đây. Đại ca. Chú để rốt. Ớt là Sirius, là Future Sirius đờ rim. Sau cái dòng Honda đấy là lục thất bát, là ti tỉ các hiệu xe khác. Còn cái loại Uy này của chú á, áp chót rồi. Ừ, đại ca ơi, đại ca cứ tả cảnh máy, đại ca tả thực đi em mới hiểu được chứ. Này, cái loại Uy này nhá, mua ở cửa hàng rắc ra khỏi, mất 50% giá trị. Nhưng mà đại ca ơi, nói thật đại ca này, con xe này nó mua về, nó có đi đâu. Nó chỉ trong bụi này thôi, nó toàn đắp chăn nghe phủ chiếu suốt ngày. Vâng, mà em muốn đi đến xe đâu, khổ đi quá. Đâu. Đấy, chết ở cái chỗ đây đấy. Chỗ nào? À? Anh nói cho hai chú biết nhá, người ta sản xuất xe ra là để đi. Dạ vâng, để đi. Chứ không phải để cho các chú mua về đắp chiếu hoặc treo trên tường đâu. Nhưng mà máy móc mà không khởi động nó han gì á. Chứ béo bở cái gì. Nhưng mà... Rồi, chỗ thân quen, anh cầm cho các chú 6 triệu.
Ui, 6 triệu à? Anh ơi, được có 6 triệu thôi ạ. Anh đố hai chú đi cả Hà Nội này, chả có thằng nào dám cầm cái giá như anh đâu. Em đại ca cứ phát bội thế. Anh ơi, thật đại ca ngắm lại đi, em nói thật đại ca. Con xe này hơi bị ngon đấy nhá, chẳng qua trông nó hơi bẩn này thôi. Chứ đại ca rửa đi á, nước sơn nó bóng lử. Đây đại ca nhìn em này, bóng không? Bóng lộn đấy. Em toàn phải sang bên nhà nó soi gương nhổ râu nhờ đấy. Vâng, bóng mà lắm. Thú thực em không phải chơi bời gì đâu. Em cần 7 triệu để đi xin việc mà anh vâng, cố gắng đi xin việc mà đại ca. Sao hai chú cứ liên thoáng này lắm mồm thế? Vâng. Thế các chú đã nghe các cụ nói gì chưa? Chưa. Cứt cá còn hơn lá dâu. Anh nói như cái loại sờ hát loại PC nó có bị xước sơn mà thậm chí nó đâm bẹp mẹ đấy, mông má tút tát lại bọn anh bán vẫn có lãi. Chứ cái loại quay tàu này có long lanh mỹ miều đến mấy thì giá rẻ như là béo mà. Thôi đại ca, đại ca ơi, chỗ quen biết với nhau càng đại ca thêm cho em giá nữa đi. Vâng, em nói thật đại ca nhá, bọn em mà về sau có việc làm ổn định, em hứa với đại ca chân thành là em quay lại em lấy con xe này. Vâng, hỏa hồng đầy đủ cho sếp. Hỏa hồng đại ca thêm một tí gọi là bia thuốc lá. Thôi giúp em nhé. Con lại hai bố. Có 1001 thằng như các bố đi nói như thế rồi mà có thằng chó nào quay lại đâu. Nhưng em hứa là em quay lại mà. Em hứa 10 thằng như các cậu có 11 thằng chơi bời lêu lổng. Này ơi, đừng có diễn kịch với anh nhá. Này có chấp nhận thì vào trong anh viết giấy cho. Đại ca không, không cố được à? Không cố. Mà nói nữa còn 5 triệu đấy. Thôi đại ca ăn rắn thế là bụng to. Đại ca bớt mềm mềm tí chắc phải ngót chục cân đấy nhỉ. Đùa bảo đảm. Thôi. Tôi có đồng ý không? Thôi nhá. Thôi ông ơi, có khi là đành. Thế thì đành thì vào anh viết giấy đấy. Đi vào đây. Ôi. Ok chưa? Rồi, bây giờ ông cầm tiền nhé. Tìm ông Lưu đưa cho ông càng sớm càng tốt. Nhưng mà nhớ là đừng quên vụ Khao thôi. Khao con khỉ. Nghe lời ông, tất cả bao tiền tôi dồn ở đây để lo xin việc thì làm gì còn tiền nữa mà Khao. Sao lại nghe tôi? Tôi thấy ông cần việc thì tôi mới nhờ làm cho nhanh thôi. Thì ông bảo tôi liều một thì 37 cũng liều. Chứ trước khi đi đặt xe là tôi cũng đã nộp hồ sơ xin vào một chỗ cơ sở sửa chữa liên doanh rồi. Sao ông không nói với tôi gì đâu? Thì nhưng mà khổ quá, lúc tôi thi tôi làm tốt lắm. Ừ, không sai công đoạn nào cả. Ừ, nhưng vừa ra ăn cửa bọn nó lại kêu là bây giờ không có tí đút lót thì đứng đấy mà mơ. Thế đâm ra là tội chả tin tưởng lắm. Thế bây giờ có quán cô yêu ấy. Tìm con đứa thích cả ơi. Sao thế ạ? Đi đâu? Về nhà có khách. Ôi giời ơi, khổ quá, bố làm gì mà khổ thế? Ôi giời ơi, khách ta chờ nè. Ơ, con lạ nhỉ? Từ trước đến nay làm gì có ai biết con ở đây đâu mà tìm con làm gì? Ôi giời, bố làm sao bố biết được? Người ta có nói là từ đâu đấy không? Không, nhưng mà bố trông cái anh này là đàng hoàng tử tế lắm. Chứ không giống như... Thôi, nếu con không bận gì thì con về ngay cho bố nhờ. Về ngay bây giờ? Về ngay bây giờ. Thôi bây giờ thế này nhá. Ông cầm tiền, đưa cho tay Lưu, bảo nó tiến hành càng nhanh càng tốt, nhé. Tôi về xem có khách như thế nào. Ok, ông yên tâm. Cứ đưa tiền cho tôi sẽ đưa cho nó. Xong việc tôi sẽ về đây ngay. Rồi, cứ yên tâm về nhà tiếp khách đi nhá. Bố con mình nhá. Về đi. Làm gì có ai đâu bố? Anh gì ơi? Thì trước khi bố đi anh đứng đây mà đi. Rồi, thế bố làm còn cuống hết cả lên. À đây. Hay là anh ấy gửi thư lại bố đọc xem nào. Từ. Cô nói giấy triệu tập bố đưa cho anh con hộ con. Cha mẹ ơi, con vừa rồi có làm cái gì sai trái không mà để công an ta triệu tập thế này? Không, bố cứ bình tĩnh, có gì đâu, con có làm gì đâu. Nhớ lại xem trong giai đoạn vừa qua có làm đúng với ai không, có cờ bạc không, có cá độ bóng đá không, có đua xe không. Ôi khổ quá, bố cứ bình tĩnh. Con một xu dính túi chẳng có lấy đâu mà cờ bạc làm gì, có bóng đá, còn xe máy thì dựng đắp chiếu ở trong nhà lấy đâu ra mà đua xe. Mà bây giờ chẳng còn để mà đắp chiếu nữa, con đã mang ra hiệu cầm đồ để lấy tiền xin việc rồi. Rồi nhờ làm cái gì mà xin việc làm mà phải cắm cả xe, cần nhiều tiền thế hả con? Vâng, thì môi giới họ yêu cầu như thế. Môi giới con được tâm môi giới. Môi giới tức là cò gì? Vâng. Ôi trời ơi, trời đất quỷ thần ơi, là cò. Không, bố yên tâm. Chỗ này là chỗ ấy, để xem nào, con xem là công an họ hỏi cái gì nào. May rồi, bố ơi.
con điên à? Trời, đúng rồi, thầy ấm đầu rồi. Giấy triệu tập công an mà lại tin mừng à? Không phải, không phải bố ơi, đây không phải giấy triệu tập công an. Thế giấy gì? Đây là giấy báo chỗ cơ sở bảo dưỡng mà con thi xin việc vừa rồi, họ gọi con đi làm. Thế là con có việc làm rồi, có tiền rồi, giả tiền nhà bố, có cả tiền cho bố uống bia rồi, bố yên tâm đi nhá. Hay quá, tiền có việc làm, có việc làm rồi. Cò, là cò môi giới, con lại đưa tiền cho nó rồi. Thế con đưa lâu chưa? À, tôi chết rồi, không biết là... Không biết là có đây, có đây. À đi rồi, thứ sáu đây rồi. Sao thế nào? Thế gì? Tôi được có việc làm rồi. Có quý nhân phù trợ rồi. Cơ sở bảo dưỡng xe máy người ta gọi tôi đi làm. Thế mà ông đã đưa cho hắn chưa? Hắn nào? Thì thằng... Có môi giới ấy. Có uy tín ấy. Đưa rồi, ông chỉ trả dặn tôi là đưa nhanh để người ta còn triển khai công việc là gì. Chết rồi, ông đưa ở đâu mà nó có dặn gì không? Dặn nếu cần thì liên lạc ở chỗ cũ. Chỗ cũ là chỗ nào? Giả vờ bờ sông ấy này. Trời ơi, tôi đang vừa đấy về còn. Bây giờ làm thế nào để tìm được nó lấy lại tiền? Trời ơi, quỷ thần ơi là quỷ thần ơi. Con ơi, con về bảo bố mẹ con đổ với tạ thóc giống ra mà ăn. Bố nói đi, chỗ ấy là chỗ quen biết của bọn con. Cò hẹn con ra bờ sông, vâng. Đúng không? Ôi trời ơi, thế con ra bờ sông mà tìm. Mày có biết nhà cửa nó không? Biết chứ. Ở đâu? Ở bờ sông. Ôi trời ơi. Ôi trời, cò hẹn ra bờ sông. Tôi thế này, con chạy ra bờ sông. Vâng. Còn thằng này thì nó nhà hàng cò. Vâng. Bố ra phường, ba bố con mình gặp nhau ở ba sông nhá. Nhanh, đây không kịp đâu. Ôi trời ơi, cò uy tín. Con ơi, con cháu ơi. Con ơi! Ôi, rồi! Đã tìm thấy nhà ăn chưa? Cháu vào rồi nhưng mà không có ai ở nhà. Không có ai ở nhà? Người ta bảo là ở đây không có ai tên là Lưu mà làm nghề môi giới cả. Thì sao mà con biết nhà người ta rồi? Thì đấy, lần trước anh ấy dẫn về, anh mời uống nước, xong anh ấy giới thiệu đây là bố mẹ của anh ấy mà. Ở đây thiếu gì nhà bán hàng nước, cậu căn cứ vào đâu mà tin chứ? Đấy thì anh ấy gọi hai ông bà hay là bố mẹ, xong anh ấy còn tự tiện đi lại trong nhà. Anh ấy đi cả toilet, anh ấy lại còn đi cả tắm nữa cơ. Cậu nhớ số nhà bao nhiêu không? Em nhớ chứ, em ghi trong sổ thôi mà. Số bao nhiêu? Dạ, số 41 ạ. 41 à? Vâng. Tôi biết. Anh biết nhà đấy ạ? Trời ơi, đấy là số nhà của cặp vợ chồng cầm điếc. Thôi rửa rồi con. Thôi đủ cả đấy, đi ra nhà ông đi. Cái gì? Thế mà lại kêu là Uy với cả Tín. Thôi. Mọi người không phải ra nữa. Mọi người nhìn thấy gì kêu? Cò đấy, cò có thể đậu, có thể bay, có thể lặn mất tăm bất cứ lúc nào. Trời ôi rồi ơi, cò ơi là cò. Đấy. Cò ơi là cò. Nó nặn rồi. Giá phong ngưỡng tịch tiền công đức, thế trạch trường lưu hậu tử tôn. Hay, các cụ ngày xưa thâm thúy thật, dạy con cháu phải tu tập công đức lại để làm gương sáng cho hậu thế. Hay thật. Chim ma trên cảnh là chim tung mà bay, chim ma xong cánh thoa tan là sườn bầu. Mày uống không? Mày uống không? Mày uống, tao uống. Mày uống được không? Uống đi. Uống nhanh, tao cho uống được. Tao bảo ông rào vặt hết lông mày đi cho mày vào nồi chưa? Uống. Giá phong ngưỡng tịch tiền công đức. Thế chạch trường lưu hậu. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Ôi, cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu! Ông chị ông giỏi quá. Ông nào ấy? Cháu chị ông mất đấy. Lúc nào ông dạy cháu nhá. Giỏi quá. Đợi cháu đi. Bà con làng nước ơi, vào đây xem ông cháu làm siết đây. Đợi cháu chụp ông bộ ảnh á. Cổ quá, ông sắp rơi đến nơi rồi. Kiếm cháu ơi.
Kìa, thôi cháu ơi, đừng chụp ảnh nào nữa, cháu ông chết. Cháu chụp ảnh mà thở. Thôi. Mong thề đi đã, cháu biết tin. Ông xin thề, ông thầy ơi, thầy ông thề. Thề cắt chê chú ông. Thật thật, ông có ông thề thật em ạ. Thôi rồi, kìa, cứu ông ơi, cứu ông ơi. Thôi chết rồi, thật. Chết rồi rồi. Ây da, ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi ông ra ngoài. Ông ơi. Trốn của ông. Ông ra ngoài đó. Ông ơi, ông uống nước chè, ông uống nước chè. Để ông ơi, ông uống không được. Cho ông xin. Mà ông ơi, ông làm nào mà ông giỏi ấy, cháu chịu ông rồi đấy. Giỏi gì mà giỏi. Suýt nữa không có cháu thì ông đã tan xương nát thịt rồi. Để cháu xem cái xương ông nát đâu, cái tan xương đâu. Ai buồn 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 ông buồn ông buồn ông thôi. Tan xương. Ông xin cháu, ông xin cháu, ông xin cháu. Mà quân ăn hại đâu hết cả rồi. Cái quân ăn hại đâu hết rồi. Họp. Họp. Cháu đi triệu tập đi. Cháu sẽ đi triệu tập. Vâng, cháu đi triệu tập. Họp, họp, họp. Ok. Gọi bọn chúng nó cơ mà. À, bọn chúng nó. Gọi. Họp, 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 họp. Có chuyện gì thế? Họp. Lại họp à? Họp. Đừng ra xa đây đi. Xem đây, xem đây. Hả? À? Họp. Cái gì? Trời ơi, lại họp. Bà. Mẹ ơi, mẹ ngồi xuống đây ạ. Con mời mẹ xây nước ạ. Ừ, mẹ xin. Các người nghe đây. Trong khi tôi lọc cái bức tích khẩu lưu quang thì trượt thẳng, may mà tôi còn kịp ôm lấy cái xà nhà. Thế làm sao ông xuống được ạ? Đây, thằng cháu đích tôi đã cứu sống tôi đây. Này, thế con cứu ông thế nào? Khi con vào nhà thì con thấy ông mắt quẹo trên cái sàn kia. Đúng. Con mới nhảy lên bàn. Khi ông vừa mới thò chân xuống, con lấy ngay này, phi ra. Chân ông đạp vào, ông lại nhấc lên. Lúc đó con bay lộn vài vòng đứng ra đây. Thế con ra con bế ông à? Không, con đẩy cái thang vào thì ông tụt xuống. Đúng lắm. May quá. Đúng nhở? Ôi giời, ông ơi, bận sao ông có làm ý thì ông bảo con làm, chứ bây giờ chân tay ông yếu rồi, làm có vấn đề gì thì nguy hiểm lắm. Ai, ông ạ. Dạ vâng ạ. Ôi giời, này, ông ấy chết đi rồi thì còn là may đi. Hả? Nhưng mà ông ấy lại sống, nhưng lại giặt dẹo, lại nằm liệt giường liệt chiếu thì có mà khổ vợ khổ con đi. Bà muốn tôi chết phải không? Bà muốn ông chết à? Dạ, ông ơi. Dạ không đâu. Lâu nay bà vẫn ngấm ngầm chống lại tôi. Ngấm ngầm? Ông ơi, ý của mẹ con không phải là thế đâu ạ. Chẳng là lo cho ông thôi mà. Lo cho ông thôi. Vâng. Thôi, được rồi. Nhì, cháu đích tôn của ông nhỉ. Dạ, nhưng mà ông ơi, bao giờ ông chết, ông để lại cho cháu cái phèn la với lại cái cây ba tông không nhá. Ông không để cho cháu thì còn để cho ai vào đây? À. Này, ông sẽ để cho cháu đích tôn của ông cả cái cơ ngơi này nữa chứ. Các người nhớ nhá. Trời ơi, ông chuyển. Các người nghe này. Nghe. Các cụ đã nói rồi. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Tại ai? Nó hư là vì cô, vì bà. Vì cả mẹ lẫn bà. Ôi trời ơi, ông ơi, thằng này nó lười học cho nên học dốt lắm ông ạ. Lỗi tại mẹ không kèm con học. Mẹ không kèm nhá. Thế nhưng mà nó lười ăn lắm. Dạ. Lười ăn? Tôi hỏi bà nấu ăn có ra gì không, để tôi nuốt khẩu không trôi nữa là nó. Đau họng rồi. Ôi trời ơi, khổ thân cháu đích tôn của ông ơi. Thế thì ông giúp vợ chồng con là bảo ban cháu cho nó học hành ăn uống. Vâng. Im ngay.
Thưa ông ơi, hôm trước bố cháu dùng trưởng cam mezo cô đẩy ngay vào ngực cháu. Trời ơi, khổ, cháu có ho không? Trời ơi, thế này thì đó, ho lao rồi ung thư phổi mà nó chết mất. Cháu, ông ơi, bố cháu cũng dùng nhất dương chỉ cháu này là. Thằng, đưa đánh vào đây à? Ôi, ông buồn, ông ơi, buồn, buồn. À. Anh ghê gớm thật. Ghê gớm quá. Anh đi chiến đường tông giống như họ Đặng đấy hả? Họ Đặng đấy. Này, tôi nói cho các người biết, từ nay thằng cháu đức tổ của tôi nó làm gì thì làm, ai mà động đến nó thì cứ liệu hồn, cứ liệu hồn, cứ liệu hồn, cứ liệu hồn. Chết nhá. Cứ cái đà này là ông ấy làm hư thằng bé đây. Bà còn chả dám cãi thì chúng con ăn nói thế nào được. Bà ơi, bà phải có nhời thì bọn con mới phụ họa được chứ. Nhưng mà tôi sợ lắm. Gớm, cái ba tao nó bằng cái cây song, đầu lại bịt sắt. Ôi trời ơi, ông phạm cho một cái thì cứ gọi là bỏ con mẹ. Bà ơi, bây giờ ông cũng yếu rồi, đánh không đau đâu mà bà phải lo. Thế anh tưởng tôi khỏe lắm mà. Tôi cũng đang yếu đây, đang mệt đây. Trời ơi, phong thấp thế này này, hơi một tí dở rời là đau hết mình mẩy chân tay. Thế ông quật cho mấy cái thì cứ gọi là liệt vị. Kìa mẹ, mà anh ý, anh là con ông thì anh cũng phải có lời chứ. Chẳng lẽ em là con dâu em lại nói à? Thì chả hóa ra là em cãi giả à? Ông thì gia trưởng là thế, lại được cái lão gì bói dở hơi ý, bảo cho cô tí nhà mình là sau này sẽ làm nên công to việc lớn, làm rạng danh tổ tông dòng họ. Còn nói cho bà biết á, cứ cái đà này á, bốc vác không xong. Thôi, không có việc đâu mà bốc vác. Thôi, tôi lạy anh lạy chị, đừng động vào cái tổ kiến lửa ấy nữa, để cho nó yên cửa yên nhà. Không thể như thế được, bởi vì nó là con của con cơ mà. Nhưng mà nó lại là đít nhôm của ông ấy. Mà ngày xưa ấy, ông có thế đâu, lơ ma lơ mơ đóng bạt tay bằng chết ý. Thì thế cho nên mới được anh ăn học thành người như thế này. Còn cả như ông này nhá, thằng bé hỏng hư hỏng rồi. Ông ơi gì đấy cháu? Quân nó đang bàn thì nói xấu cháu mình. Hả? Đứa nào? Đứa nào nói xấu cháu mình? Ngoài kia, bà này, cả bố mẹ cháu nữa. Bố cháu có bảo là ông làm hư cháu mất rồi. Chúng nó nói những gì nữa? Đây, chúng nó còn định... À, nó định tát cháu à? Vâng, vâng, xong nó còn định... Trời ơi, nó định rất dương chỉ hại. Vâng, xong nó... Hại cháu à? Nó lại còn... Ôi dồi, nó dùng trường đánh cháu tôi. Xong nó lại còn... Nó định đánh vào bố biết cháu không? Xong nó lại còn... Gớm thật, con này gớm thật. Nó định dùng tay côn đồ để hại cháu không? Được rồi. Xong rồi mẹ cháu có bảo nó là con cơ mà, con phải đánh nó, phải đánh nó. À, dạ, bọn chúng nó láo thật. Đã thế thì phải họp. Tập họp chúng nó lại. Họp. Ôi. Hả? Họp. Cái gì? Họp. Lại họp à bà? Lại họp à? Bà đi trước, bà đi trước đi. Mẹ đi trước đi. Tôi hỏi các người. Hỏi các người. Ai là chủ cái nhà này? Ai là chủ của nhà này? Nói! Nói! Dạ, là bố ạ. Ai to nhất cái nhà này? Ai to nhất? Nói! Nói! Là cái thằng Tí chứ ai? Lão! Dạ ông! Tôi hỏi chị. Dạ. Ai cưới xin chị về cái nhà này? Ai cưới? Dạ, là bố ạ. Thế mà bây giờ các người... Các người định đảo chính tôi hả? Phạm thượng à? Tôi hỏi các người. Hỏi nhá. Ai là người kế dõi tông đường cái nhà này? Ai?
Dạ là thằng Tí ạ. Vâng, ôi giời ơi, ông cháu giống nhau lắm ạ. Chưa. Ông cháu mình nhỉ. Này, con nhà Tông không giống công cũng giống phượng nhé. Con nhà Tông không giống lông thì cũng giống cánh. Cháu Công nói đúng. Các người mở mắt to xong nhỉ. Nó nói rất đúng. Chỉ số IQ của nó là cao ngất ngưỡng. Thằng này á sẽ đem lại vẻ vang vinh quang cho tổ tiên tiền hậu dòng họ nhà ta đấy. Dạ bố nói đúng ạ. Thằng cu Tí này nó sẽ làm rạng danh cho cả dòng họ nhà ta. Biết à? Điều này anh cũng biết rồi. Dạ. Đầu năm vừa rồi Quỷ Cốc tiên sinh có phán rằng thằng này sẽ quyền cao chức trọng, nói có người nghe mà đe có người sợ. Chẳng phải là sau này đâu, ngay từ bây giờ nó đã có uy rồi ạ. Nói có người nghe mà đe có người sợ ông nhỉ. Vâng. Đấy, ngày xưa cái thằng bố Hùng giống ông là thế. Thế nhưng bây giờ cái thằng Tí này á, này, nó giống ông cũng bằng vặn. Bây giờ này, nó cứ chống cái ba tong xong nó đi này này. Xong nó nhổ đám lông ở trên đỉnh đầu ông ấy. Đấy, xong thế là cuối cùng là hai ông cháu cứ giống nhau như là đúc. Như là vâng, như sinh đôi mà nhỉ. Ông cháu là sinh đôi. Thôi được rồi. Tôi nhắc lại để các người biết nhé. Nhắc lại đấy. Từ nay trở đi không có họp hành bàn tán gì, mọi việc đều phải nói với tôi và thằng Tí nhá. Được chưa? Tuyệt đối không được động chạm đến thằng cu Tí, nhớ chưa? Vâng ạ. Thôi bây giờ ông cháu mình xem kia là lá cờ nhé. Thôi. Đây. Ông làm ông toàn chơi oán cả ăn gian này. Ông mới thèm ăn gian của mày, bà mày lắm chứ. Nhưng ông lần này ông phải cho cháu thắng. Ừ, thôi được rồi, ông thắng nhiều cũng chán. Lần này cháu thắng nhá. Đi. Vâng. Cậu. Ôi bà ơi, cứ cái đà này, cái thằng cu Tí nó đòi đốt nhà khi ông xuống đốt đấy bà. Có khi là đốt luôn đấy. Chim trên cảnh là chim tung à bay à, chim xong cánh thoa tan là sườn bầu. Bà ơi, thế bây giờ là quân ta định bó tay à? Hả, chịu chết à? Cô ơi, làm thế nào? Cô xem thế nào? Hàng xóm láng giềng bây giờ làm thế nào, nó hư quá rồi. Ôi trời ơi, bây giờ mà chống lại thì chết với nó. Mà khổ lắm, ông nhà tôi thì có mỗi một thằng cháu đi tôn mong chờ mãi, mà cái được ông thầy bói lại bảo là quý tử quý tôn, thế mới khổ chứ. Thì cô xem thế nào. Ơi, ông bên này cũng thế, chiều thằng cháu đích tôn lắm cơ. Thế à? Ừ. Bây giờ cô giải quyết như thế nào? Tôi nhá. Hả? tôi cho hai ông cháu một trận. Thế là đâu ra đấy luôn. Cô làm thế nào? Làm thế nào ạ? Ừ, cái thằng cu này này, nó được voi nó đòi bà Triệu cơ. Vâng. Mua phở về nó không ăn. Vâng. Nó đòi ăn bún. Thế là ông nó bảo là đi ra mua bún cho nó. Thế cô cũng đi mua bún à? Đi mua luôn à? Không, tôi bảo thích ăn chạy ra hàng bún mà ăn. Nó không đi, tôi bảo đi ra đây nó đi theo. Cho đứng ngoài ăn bún ngó luôn. Ôi trời ơi, tội nghiệp thằng bé quá. Tội quá. Chả có gì mà tội nghiệp cả, nó chỉ thích đòi thế thôi, có ăn đâu. Gớm, như ông nhà tôi ấy, nó cùng ông ấy cũng thích đánh cờ. Thế nhưng mà thằng bé thì lại không thích cơ chứ lị. Nó lại thế cơ chứ. Hay là con rủ nó đi đá bóng, đi chơi có khi nó thích đi bà nhỉ. Đúng đấy, nhưng mà nó, ông có cho nó đi không? Nó mà đòi đi, ông là chiều nó ngay chứ có cái gì đâu. Trời ơi, thôi, đừng có chiều nó như thế nhá. Nó đòi cái gì đừng có chiều ngay thế. Mình phải phân tích xem là đúng hay là sai chứ, lấy sao lại chiều ngay nó thế được. Nhưng mà làm thế nào ạ? Nhưng mà làm thế nào? Gọi nó ra, nọc đánh cho một trận. Sợ quá lần sau không ấm đòi đâu. Đúng rồi, dọa không được, tẩn cho một trận. Đánh cho một trận là trẻ con, nó bé nó biết cái gì mà đánh nó. Này này này, nếu nó mà mách ông nhá, dán băng dính vào mồm lần sau hết mách luôn. Thôi. Nói chung nhá, nhà mình cứ phải tìm những biện pháp cứng rắn xử lý nó. Thế gì mà phải chịu thua nó. Thôi, bác ở lại giải quyết, tôi có việc tôi phải đi luôn đây. Vâng, chào cô ạ. Mà thôi được rồi, bà cứ để đấy, thằng này con xử lý. Anh ơi, em xin anh. Anh ơi, con nó còn nhỏ quá, anh đánh nó làm cái gì? Này, sau này là nó thành đạt lắm đấy. Rồi luôn. Anh ơi, em xin anh đừng đánh nó anh nhá. Thôi, mẹ xin con. Em xin anh đấy. Tội nghiệp nó lắm đấy. Cháu ơi, dậy nào. Đấy, ông làm bát mì cháu ăn nữa đây. Nào,
Nào, cháu của ông ăn nào. Đấy. Ừ, cháu của ông giỏi lắm, ăn đi. Nào. Thằng này khá, hôm nay ăn đến hai bát mì. Được đấy. À, ăn từ từ thôi, không ngại cháu. Từ từ thôi, có ai ăn chanh của cháu đâu. Nào. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Thằng cháu ông ăn như là lực sĩ sumo. Giỏi, úi dồi, giỏi lắm. Giỏi. Khá lắm, thế mới là cháu đích tôn của ông chứ. Ôi, no rồi hả? Ừ, thôi được rồi. Ông ạ, ông, cháu ngứa. À, ngứa đâu, ngứa đâu? Đâu, 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 để ông gãi cho cháu nào. Ngứa chỗ nào? À, đây à, đây à, đây à. Đâu, đâu? À, bên này à, bên phải này à? Dạ trái. Ừ, chưa. Ôi, xưa rồi ôi. Cháu ơi, cháu ngứa khắp người thế này, ông gãi thì ông mỏi chết. À, ông à, ôi giời, ông chiều nó quá. Ông cứ gãi với thành ghế này này. Ông bật cái quạt lên cho nó mát. Cơm cứ phe phe phẩy phẩy là cái gì? Các bà này muốn cười thật nhỉ. Quạt điện, gió nó xoáy nó thốc vào. Nó trúng gió, các cụ gọi này. Trúng gió, trúng phong mà chết à, à. Ừ, quạt thế này cho nó lạnh. Thôi dậy, mẹ tắm cho nhờ hết ngứa, nhanh lên. Ô hay, ô hay, hay, tắm tắm cái gì? Tắm nhiều nó trúng cảm. À, cảm lạnh nhiễm lạnh là nó chết à? Khổ quá. Gãi tắm này, xong cái là nó lạnh. Sạch sẽ là nó hết ngứa ngay ông ạ. Ngoài quạt thế này thì nó lành, không phải tắm tắm gì cả. Ông ơi. Con ơi, chưa đến mức phải họp, cứ từ từ xem thế nào đã. À, bây giờ mà được sút với quả bóng thì tốt quá nhỉ. Hay đấy. Con này, con đá bóng không con? Đá bóng, xin đá bóng, xin đá bóng. Ừ. Con ơi, cũng được. À nhưng mà thôi, đá bóng có gãy chân. Đúng, đá bóng gãy chân khỏe tay như chơi, không đá bóng. Ờ, thì không đá bóng thì đi câu được mà nhỉ? Ai câu, câu, câu đi câu thích lắm con ạ. Đi câu. Này này, đi câu như lội cổ xuống ao xuống hồ chết thì làm sao? Ai cứu? Ôi ạ. Xong đi. Đúng. Thì có bố nó đi cùng thì còn gì? Vâng, có bố nó thì lo cái gì ạ? Với lại ông để cho nó đi tiếp xúc với thiên nhiên, cho nó sức khỏe tốt. Trật tự, trật tự, trật tự. Để tôi trả lời từng vấn đề một nhá. Tôi hỏi anh, anh đi câu bố mải câu đằng câu, con mải hám cá đằng cá, chứ đứa nào lộ cổ xuống thì anh biết hả? Còn thiên nhiên này, kia đây 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 đây, tiếp xúc đây, con người gì phải tiếp xúc với thiên nhiên, xúc mới xả cái gì, không phải điêu cả. Vâng. Ở nhà chơi với ông, đấy, ra ngoài vườn chơi chim với ông. Thôi không chơi chim ông đâu, chim ông xấu. Không, chim ông hay lắm nhá. Đi, ra học cháu đi. Không ai, à, chưa mà áo. À, ừ, áo, đào, áo của cháu. Bà ơi, bây giờ bà phải tính liệu cách nào chứ con chịu chết đấy bà. Bà ơi, kế hoạch hỏng rồi. Thế này thì tính thế... cách nào khác hả bà? Hả bà ơi, bây giờ bà tính thế nào? Hả? Làm thế nào ạ? Cái đoạn này á. Vâng. Tôi cũng đành chịu chết. Ông này, vừa sáng cho nó uống sữa, nó không uống đấy. Cháu ơi, chim làm sao nó biết uống sữa được? Chỉ có những đứa bé hoặc như cháu của ông này này mới biết uống sữa, hiểu chưa? Cháu ạ? Ừ. Cháu có uống? Ôi trời ơi, cái thằng. Cháu xin lỗi, cháu không cố ý. Không. Ừ, cháu của ông ngoan lắm. Con nó có lại trò. À, láo gì? Nó lại dám trộm cậu họ à? Đi vào. Vâng. Giải tán cuộc họp. Giải tán cuộc họp. Ừ, không. Đã thế thì họp. Phải họp. Tôi thì tôi không họp. Bà và anh chị muốn nói gì thì nói tôi nghe. Ông đã biến cháu ông thành ông cụ non mất rồi. Ông đã truất quyền làm bố của con rồi ông ạ. Cái gì? Ông đã truất quyền làm mẹ của con rồi đấy. Hả? Hả? Các người, các người định cướp nó ra khỏi tay ông nội nữa hả? Định cướp hả? Tôi hỏi, ai to nhất cái nhà này? Ai? Nói. Thằng Tí. Ờ, đúng. Ờ, tôi to nhất cái nhà này. Ờ, gấp 100 lần ông. Ờ, đúng. Loạn loạn. Ờ. À, họ nhà tôm hả? Các người định làm loạn đấy hả? Định làm loạn hả? Thôi, ông.
Họp. Đang họp đấy thôi. À thế à? Họp tiếp. Ông này, xem cháu giống ông nhá. Giỏi. Giỏi lắm. Giỏi lắm. Đấy, các người thấy mở mắt to ra mà nhìn. Ông ơi, thằng này sau này là thành đạt làm vẻ vang cho dòng họ Đặng nhà ta đây. Nhưng cháu ạ, phải đào tận gốc, trúc tận rễ nhá. Cái tư tưởng bà làm hại cháu, mẹ làm con hư ra khỏi cái lãnh địa này. Làm